chào các bạn. Rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi quay trở lại vườn anh Tuấn thầy chùa. Và đây là một phôi anh Phương anh đã làm xong. Cái phôi này ạ là cái phần định hình thì nó cũng sơ khai thôi, nó chưa có gì nhiều. Thế nhưng mà về cái phần tạo hình thì lại có rất nhiều cái mà để phân tích. Nên tôi muốn quay cái phôi này và tôi sẽ giải thích cho các bạn về các hướng làm. Thì cái phôi này là thuộc cái dòng mini và anh ấy làm là cây lâm thất. Đây là mặt trước của anh. Tôi sẽ quay tổng thể, xong tôi sẽ giải thích những cái phần mà anh đã làm là một, với thứ hai nữa là cái tạo hình của các cái đường thân nó bám đuổi như nào. Đây là một, với thứ hai nữa là cái hướng chạy để các bạn nhìn. Đó, nó là một cái tư liệu mà để cho các bạn về sau là định hình về các cái hướng của các đường cây đa thân. Các cái hướng đường chạy thân của cây đa thân ấy nó rất quan trọng, bởi vì lý do là cái cây đơn thân ấy, thì mình xử lý nó độc lập nó sẽ dễ hơn nhiều. Còn cây đa thân ấy thì cái thân này nó phụ thuộc vào cái thân kia. Nếu mà mình làm không tốt ấy, mình cái bố trí ngay từ ban đầu không tốt ấy, thì về sau ấy lên tổng thể không bao giờ nó đẹp được và mình sẽ không sửa được. Còn nếu mà lúc muốn sửa thì lại phải đập đi làm lại toàn bộ thì nó cũng rất phí, mất thời gian, mất công sức. Đây các bạn nhìn nhá, đây là cái mặt trước này. Cái mặt trước thì ở đây cái thân này là cái thân chính, có một cái thân chính cao to nhất. Thế thì đây cái thân này là cái thân bên trái. Nếu các bạn đứng từ mặt trước bạn nhìn cái thân này, thân bên phải này. Thì còn hai cái thân đây, thân này mấy thân này là ở phía mặt đằng sau. Đây các bạn nhìn nhé, thứ nhất là cái thân chính này, thân chính là cái thân trực. Các bạn nhìn cái hướng chạy của cái đường hướng chạy của cái đường thân chính ấy, thân trực ấy là nó chạy cái này đó, có nghĩa là như này. Các bạn nhìn này, đây tôi để cái góc máy này các bạn nhìn sẽ dễ nhất. Thì cái đường chạy chính ấy, nó sẽ đi theo hướng này. Tại sao mà anh Phương ấy chọn cái hướng như vậy? Bởi vì lý do này, các bạn nhìn nhé. Khi chạy theo hướng này ạ, thứ nhất các bạn nhìn ở cái mặt chính, mặt chơi chính này này, là về sau triển khai tay cạch sẽ đường chạy của cái thân chính này các bạn nhìn sẽ rõ nhất. Thứ nhất là cái đường trục chính này, với thứ hai là cái tay một kìa, đây cái tay một này đó. Thì về sau tất cả các hướng triển khai ấy, là cái thân chính này khi đứng ở mặt trước ấy là sẽ nhìn rõ nhất. Bởi vì lý do tại sao? Lý do trong cái đa thân ấy, thì bao giờ cái thân chính cũng sẽ phải được ưu tiên nhất. Và cái bố trí hướng của cái thân chính ấy đi theo hướng như này là nó sẽ nổ nhất về sau. Đấy, để cái vùng ưu tiên này nó sẽ cao to nhất là một, với thứ hai ấy, là các cái hướng chạy của các đường thân này, tay cành của cái thân chính ấy, về sau sẽ rõ nhất khi đứng từ mặt trước là một. Với cái thứ hai để các bạn nhìn nha, cái cây này thì các bạn nhìn vùng này này là vùng ghép này, vùng này đó là vùng ghép này. Thế còn hai cái thân này với cái thân này, với cái thân này nó là nguyên bản, tức là ban đầu nó là cây ba thân, ban đầu là cây ba thân thì các anh ấy ghép biến thành cây lâm thân. Đây các bạn nhìn, tôi quay từ để các bạn nhìn các cái hướng bám dáng của các cái thân. Ví dụ thứ nhất là cái thân bên trái của mặt trước này, đó nó sẽ chạy đường này, đây là cái trục chính của nó đấy. Một cái thân bên phải này thì nó
chưa được rõ ràng lắm, tại vì là cái phần tiếp thân nó vẫn còn đang nhỏ hiện tại bây giờ, nhưng mà cái vì sau cái hướng nó chạy đó, đây cái tiếp thân, cái tiếp thân là cái này. Thế còn cái mặt sau, đây mặt sau này, cái thân chính nó vẫn là cái thân kia nhá. Đây là tôi đang đặt cái góc máy ở phía mặt sau để các bạn nhìn cho nó dễ. Thì một cái thân này, cái thân bên phải nếu mà ngồi mặt sau đấy, còn cái thân bên trái này. Đây thì các bạn nhìn cái bắt dáng của hai cái thân này. Đó. Và nếu mà nhìn ở cái mặt hông, mặt hông ở bên phải của mặt sau đấy, hai cái thân, cái thân kia, cái thân này là cái thân ở phía mặt trước này, thân này là cái thân ở phía mặt sau này, các bạn nhìn lên cao để nhìn được cái hai cái đường chạy thân từ trên xuống đó. Thế còn cái bên này là hai cái thân, đây là phía này mặt sau này, phía này mặt trước này, để các bạn nhìn bắt đầu thấy rối đúng không, các bạn bắt đầu thấy rối đúng không ạ. Cái cây lâm thân khó, cái bố trí cái các cái đường chạy của cây lâm thân rất khó vì nó nhiều thân mà. Thế nhưng mà các bạn bao giờ các bạn phải hiểu nhá, nó có một cái nguyên lý là trong cái cây đa thân ý, thì bao giờ cái thân chính nó sẽ là thân cao to nhất là một, và thứ hai bao giờ là cái thân được ưu tiên nhất, và cái thứ ba là đứng từ mặt trước thì các cái đường chạy thân và tay cành của thân chính ý, sẽ là rõ nhất. Đấy, đấy là có mấy cái hướng như thế. Cái cây ba thân ý, thì tôi phân tích cho các bạn cũng nhiều clip rồi, các bạn có thể xem lại về các chủ đề về định hình chọn mầm ạ. Thì cây ba thân thì là cũng khá nhiều rồi. Thì thường thường thì bố trí trong cái cây ba thân ấy, thì hay có là cái thân chính là thân trực này, và hai cái thân còn lại là một cái thân hoành, một cái thân siêu. Thế là bố trí đẹp nhất. Thì trong cái cây mà cây lâm thân ấy, thì nó cũng phức tạp hơn. Nếu một cái thứ hai là cũng về cơ bản thì cố gắng là cái thân chính ở giữa là cái thân trực được thì là đẹp nhất. Thì còn các cái thân ở bên bốn cái thân còn lại ở bốn hướng thì là sẽ là hoành người siêu, nó phối hợp với nhau. Thì đây là cái cây lâm thân và khá là nhỏ, khá là sơ khai. Thì cái clip này nói như vậy để các bạn tiếp cận dần cái cây lâm thân. Thế sau đó thì về sau các bạn khi đã quen rồi thì tôi sẽ quay những cái cây lâm thân mà gọi là đang làm thì nó sẽ đa dạng hơn. Thế nhưng mà cái cây lâm thân mà đang làm, cái tay cành đang nuôi ấy, thì nhìn nó cũng khó bởi nó bị che khuất nhiều. Thế còn những cái cây mới này thì các bạn sẽ xem được cái hướng của các cái đường thân chính, các bạn xem rõ nhất đó. Thế còn cái hướng tay cành thì cứ dần dần vì nó khó mà, bụp cái mà mình làm cái cây mà đang nuôi rồi hay là cái cây mà phức tạp quá nhiều, nó đang nuôi mà được nhiều hướng tay cành rồi thì sẽ rất rối đó. Clip thì cũng đã dài. Nếu các bạn quan tâm tới cốt phôi này cũng như là các cái kỹ thuật định hình thì mời các bạn tới vườn của anh Tuấn Thầy Chùa ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội để giao lưu. Nếu các bạn quan tâm tới các sản phẩm về trầm hương thì mời các bạn qua showroom của Trầm Hương Hoàng Gia ở Nội Am, Lê Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo thêm các sản phẩm chúng tôi trên website hoanggianoi.vn, ozita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.